Chúng ta vào câu đầu tiên của đề thi đại học năm 2013. Câu 1. Đại học 2013. Thầy xin đọc nội dung và tóm tắt cái đầu bài này như sau. Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng không khớp thụ âm và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng là D thu được âm có mức cường độ âm là L. Khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9 mét nữa thì mức cường độ âm thu được là L chứa 20 decibel. Khoảng cách D là A 1 mét, B 9 mét, C 8 mét và D 10 mét. Thế thì nội dung của cái hiện tượng này xảy ra là như sau. Có một cái nguồn âm ở một vị trí ô nào đó. À, cách nguồn âm này một khoảng cách là D. Thì lúc này nó có mức cường độ âm là L. Được chưa? Và người ta bảo là dịch chuyển cái máy thu, ở đây người ta đặt máy thu, dịch chuyển máy thu ra xa thêm 9 mét nữa thì mức cường độ âm còn là L trừ 20 decibel. À, dịch chuyển ra xa thêm 9 mét nữa. À, đây là 9 mét. Lúc này mức cường độ âm là L trừ 20 decibel. Hỏi D bằng hỏi chấm. Thế thì ở đây nó hỏi về mức cường độ âm và tính theo decibel. Thì chúng ta sẽ như nào? Sẽ áp dụng công thức liên quan đến mức cường độ âm. Công thức của thầy lúc nãy, thầy vừa nói công thức này là duy nhất, đúng không? Chỉ có một công thức liên quan đến mức cường độ âm, cho nên chắc chắn sử dụng công thức là L bằng 10 logarit tự nhiên của y chia cho y không, đúng không? Trong đó y là cường độ âm tại điểm chúng ta xét, y không là gì? Y không là cường độ âm chuẩn, đúng không? Và tại sao thầy phải sử dụng 10? Bởi vì nó liên quan đến decibel, liên quan đến decibel. Thế bây giờ chúng ta lại không có y, cũng chẳng có y không, đúng không? Thế thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta phải có áp dụng thêm cái công thức là y thì bằng gì? Thì bằng P chia cho 4 pi R bình, đúng không? Mà ở đây chúng ta R chính là D, 4 pi D bình phương. Đấy. Đây là cường độ âm tại điểm đầu tiên. Được chưa? À, thế thì từ đây thầy có thể suy ra được là lúc này L bằng 10 logarit tự nhiên, à xin lỗi, là logarit thập phân của y thì thầy thay bằng p chia cho gì? 4 pi d bình nhân với y không, được chưa? Nhân với y không. Rồi, tạm thời như thế, thầy chưa biết cách là chưa biết nó tiếp theo là như thế nào thì thầy lại khai triển tiếp ở chỗ này. Thì khoảng cách từ ô đến điểm này bây giờ nó là D cộng với 9, đúng không? Thì lúc này thầy sẽ có là L trừ đi 20 bằng 10 logarit tự nhiên của y chia y không, nhưng y lúc này không phải là biểu thức trên nữa mà nó trở thành y phẩy, đúng không? Y phẩy của thầy nó sẽ bằng P chia cho mấy? 4 pi gì? Pi D cộng với 9 tất cả bình phương. D cộng với 9 tất cả bình phương. Đúng chưa? Thế thì L thầy thay vào. L thầy thay ở đây vào phía này, đúng không? Thì thầy sẽ được điều gì? Và thầy chuyển vế luôn nhé. Thay vào và chuyển vế luôn. Thì thầy sẽ được là 10 logarit thập phân của P chia cho 4 pi, à xin lỗi, đây chúng ta còn thêm y không nữa, đúng không? Y không, 4 pi d bình phương y không trừ đi, trừ đi 10, 10 đặt ngoài rồi thì chúng ta chỉ còn logarit thập phân của p chia cho 4 pi d cộng với 9 tất cả bình phương nhân với y không, nhân y không. Đấy. Thế thì, à xin lỗi, là bằng
bằng 20, chuyển 20 sang một bên đúng không? Bằng 20. Thế thì chúng ta thấy rằng là có thể rút gọn hai vế chia cả hai vế với mấy? Với 10 thì thầy sẽ được 2 đúng không? Thầy sẽ làm tắt một bước là ở đây là hiệu hai logarit đều là cơ số 10, hay nói cách khác là gì? Cơ logarit thập phân thì hiệu của hai logarit nó sẽ là thương đúng không? Thương thì chia nghịch đảo thì sẽ hết thành phần là 4 pi. Hết p, hết y0 nhân nghịch đảo lên thì nó sẽ có biểu thức sau. Biểu thức sau. Thầy sẽ có logarit tự nhiên của gì? Của d cộng với 9 tất cả bình phương chia cho d bình phương bằng gì? Bằng 2, đúng không? Tất cả bình phương bằng 2. Thế thì từ đây chúng ta dễ dàng suy ra được gì? Ở đây là 2 bình phương, ở đây là bình phương thì thầy có thể đưa cái số 2 ra ngoài. Đưa số 2 ra ngoài thì triệt tiêu với 2 thì thầy sẽ có logarit thập phân của d cộng 9 chia cho d bằng 1. Hay nói cách khác là cái này sẽ bằng gì? D cộng 9 chia cho d sẽ bằng 10 mũ 1, tức là bằng 10. Từ đó nhìn vào biểu thức này dễ dàng tính được là d bằng bao nhiêu? Dễ dàng tính được d bằng 1 mét. D bằng 1 mét. Thế thì đáp án đúng ở trường hợp này chính là đáp án A, chính là đáp án A. Đấy, chính là đáp án A, d bằng 1 mét. Đấy là nội dung của câu hỏi thứ nhất đề thi đại học năm 2013. Chỉ khó ở chỗ là tính toán toán học, biến đổi các logarit tự nhiên. À xin lỗi, là logarit thập phân, đúng không? Chỉ biến đổi qua lại thôi. Hiện tượng thì tương đối rõ. Thế thì chúng ta nên phân tích ra hiện tượng và có mỗi hai công thức của L và Y, từ đó sẽ giải ra được, đúng không? Chúng ta sẽ sang một cái bài tiếp theo liên quan đến đề thi đại học năm 2014 để thấy, để khẳng định lại cái ý của thầy vừa nói ở trên. Đó là câu số 2. Đề thi đại học năm 2014 vừa thi xong. Nội dung của nó như sau. Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo thứ tự A, B, C. Trong đó AB bằng 100m, AC bằng 250m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là bao nhiêu? A 103 dB và 99.5 dB. B 100 dB và 96.5 dB. C 103 dB và 96.5 dB. D 100 dB và 99.5 dB. Thế thì thầy phải phân tích cái hiện tượng ra đã, sau đó chúng ta mới bắt đầu đi tính toán. Ba cái điểm A, B, C thẳng hàng. A, B, C thẳng hàng. Đấy, thẳng hàng. Trước tiên là người ta, ở trường hợp đầu tiên là người ta đặt cái nguồn điểm phát âm phát ra âm tại A có công suất là P thì mức cường độ âm tại B là L, LB bằng 100 dB. Rồi. Bây giờ người ta di chuyển cái nguồn điểm sang đây, đặt tại B nhưng công suất là 2P. Đấy. Thế thì người ta hỏi mức cường độ âm tại A lúc này là bao nhiêu? Mức cường độ âm tại C lúc này là bao nhiêu? Đúng không? Thế thì công thức chắc chắn sẽ liên quan đến mức cường độ âm. Đầu bài người ta cho AB bằng 100m, AC bằng 250m. Từ đó chúng ta thấy dễ dàng
đã tính được BC bằng 150 mét. Đấy chưa? Toàn bộ đồ bài như thế, bây giờ thầy mới đi giải. Căn cứ vào cái dữ kiện này, rồi căn cứ vào công suất này, chúng ta có đã có mối liên hệ giữa gì? Mức cường độ âm với gì? Với cường độ âm. Và gì? Giữa công suất và cường độ âm. Viết ra cho nó dễ nhớ. Thầy sẽ có là Y tại B đi, thì sẽ bằng gì? P 4 pi nhân với 170, đúng không? Bằng 4 pi nhân với 170. Thế thì rõ ràng có thể viết ngắn gọn được là 10 mũ trừ 4 p chia cho 4 pi. Từ đây suy ra được LB bằng gì? Đều tính là decibel, cho nên thầy viết công thức là 10 logarit thập phân của Y trên Y0, là YB trên Y0, YB chia cho Y0. YB trên Y0 thì thầy thay nó vào là 10 logarit thập phân của P, 10 mũ trừ 4 P, 10 mũ trừ 4 P chia cho bao nhiêu? Chia cho 4 pi y không, đúng không? Thế thì làm thế nào để tính được LA và LB? Cứ viết biểu thức ra. Nó có liên quan gì thì chúng ta sẽ biến đổi thông qua những cái đã biết, đúng không? Thế thì thầy dễ dàng tính được IB. Xin lỗi, IA. IA tức là đang tính cho trường hợp thứ hai, là công suất của nó là 2P chứ không phải 1P nữa đâu. Thế thì thầy sẽ có là 2P. Lại tính tại đây thì khoảng cách đến nguồn âm là đều là AB, tức là 100. 2P 4P nhân 100 bình phương. Đấy. Thế thì thầy có thể viết là 10 mũ 2 nhân 10 mũ trừ 4P. Thầy cứ để 4pi cho nó giống bên trên, đấy chưa? Từ đó suy ra được là LA bằng 10 logarit thập phân của IA chia cho Y0. Y0 là giống nhau, thay vào bằng 10 logarit thập phân của 2 nhân 10 mũ trừ 4, đúng không? 2 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với P chia cho 4 pi y không. Thầy sẽ tách ra để cho nó nảy sinh ra cái thành phần LB, đúng không? Tức là nảy sinh ra cái cụm này này. 10 mũ trừ 4 nhân P chia cho 4 pi y không. Đấy. 10 mũ trừ 4 P chia cho 4 pi y không, tức là làm một cái tích này nhân với 2. Đúng không? Mà chúng ta đã biết logarit của một tích thì bằng tổng các logarit, đúng không? Thế thì cái này dễ dàng viết bằng 10 logarit của gì? 10 mũ trừ 4 P chia cho 4 pi y không cộng với 10 logarit tự nhiên của 2. Cả cái cụm này chính bằng LB cộng với 10 logarit thập phân của 2. Thế thì chúng ta sẽ tính, dùng máy tính tính cái này, đúng không? Và từ đó thay vào biểu thức sẽ có LA sẽ bằng 100 cộng với 10 logarit thập phân của 2, thì tính ra nó xấp xỉ bằng 103 decibel. 103 decibel. Và áp dụng tương tự, thầy đánh tính cho điểm B thì kết quả của nó là LB xấp xỉ 99,5 decibel. Đấy, thì một lần nữa thầy muốn khẳng định là có 3 công thức, 2 công thức hay dùng nhất là công thức mức cường độ âm, công thức tính cường độ âm, đúng không? Mức cường độ âm.
xin lỗi, nó có hai công thức thôi, mức cường độ âm và cường độ âm, thì chúng ta biến đổi qua lại các hàm số logarit thì sẽ ra kết quả liên quan đến bài toán tính toán về sự truyền âm, đúng không? Về sự truyền âm. Thế thì các đặc trưng sinh lý và vật lý của âm nó rất đơn giản với những cái công thức rất là ít. Và hy vọng rằng là các em áp dụng công thức toán học một cách nhanh nhạy và làm các bài toán này biến đổi một cách nhanh chóng nhất để ra kết quả. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở các buổi học tiếp theo.